quá sợ bây giờ chạy ra nó dí liền á. Từ từ trốn thôi. Cái đó mình cho. Anh đem bồng đây con, vô ông xử nó cho. Rồi giờ mình vô mình dứt nha mọi người. Quá ông này nó bị bể rồi, bung quá trời rồi. Đây mình cảnh cảnh cho mọi người xem mẫu âm này. Chưa mọi người, cao như cái nút đi vô mình cải cảnh cho mọi người xem. Bắt đầu 1 2 3 ra nha anh em, đệ tử bắt đầu ra đây 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 đây, người rừng bắt ông ra 1 2 3. Quá trời ơi, quá trơn, bự dài quá, quá khủng quá, đồ má không ổn ông rừng bự như sấm sét luôn. Rồi cái này giờ phải bỏ bớt mới đem về được chứ sao đem về nha anh em. Quá đắt ông không, quá cỡ thừa mặt công này coi sát luôn. Bà bẻ bẻ trơn biết luôn chứ sao giờ, phá nó ra luôn chứ sao, bây giờ để làm cái gì. Má ổng ông này để đem về treo đồ ngon mình đi nhậm. Trời ơi, bự quá, quá bự, quá lớn, quá lớn. Đó, hai người hai bên luôn coi, quá khủng đó 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 đó. Còn trong ổ nhiều lắm á. Rồi giờ rảo quá ông ra luôn nha mọi người. Đây đây con cắt cho. Nó mà nó ù trong đây quá trời quá đất rồi. Nhiều lắm á. Nó giỡn nào. Nó thua luôn. Bữa nay nó chạy nha. Rồi ra. Ra như đó không có mùa. Má con già không chứ phải con tơ được. Không được, không được, không được. Không ổn, không ổn. Để nồi lá che lại đi. Trong nó bay ra đó. Này nó như cười cái mềm. Sợ quá. Quá sợ bây giờ chạy ra nó dí liền á. Từ từ trốn thôi.
Bây giờ chạy lên tới chiếc thuyền á, xách từ từ đi ra tắm. Xách này nè 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 đây nè đây nè. Ừ đúng rồi. Dở lên rồi xách đi từ từ. Lấy cái bồng cũng vậy bỏ vô luôn chó. Đi từ từ thôi nó theo á. Rồi, xong rồi nghe mọi người. Ok. Cái bồng riêng hết đẹp. Bỏ riêng vậy luôn đi chứ giờ sao? Ừ. Okay.